Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Plants vs Zombies 2. Giờ chúng ta sẽ chọn map chơi đây. Giờ mình sẽ chơi map băng này đi. Động băng này. Ok, giờ chúng ta sẽ vào game. Mình sẽ chơi từ màn 26 đi. Ok. Rồi, giờ mình sẽ mua màn băng thì mình sẽ mua những con băng này solo với nó. Đây. Mình sẽ mua những con băng. À, mua được cái tỏi nữa để phát huy năng lực. Mua luôn cái này. Ở đâu? Mua con băng. Mua cái băng. Mua thêm cái băng. Băng thì phải băng, chơi với băng. Ok, mình level up 4 con băng rồi. Sao có băng mà không? Năm con băng đây rồi. Úp cấp luôn. 6 con băng. Ok, mua được cây đậu thôi nữa. Ok, vào game thôi. Tên xây này là chưa được rồi. Băng phải chơi với băng thôi. Kích luôn hệ băng các bạn. Sử dụng cái này tất cả bot đều băng luôn. Chết hết tụi kia luôn. Mặt sau mình sẽ chơi hệ lửa rất tất cả con lửa luôn. Ok, qua mob 27. À, màn này không mua đồ à? À, mua tướng à? Đây nó, ở đây, mình sẽ tất cả con lửa này. Lửa này. Vẫn không quên việc mua cây này. Úp này luôn đã các bạn. Mua lại này. Lửa này. Lửa. Mình úp cái này đã. Ok. Lửa này. Xem có cái lửa không. Bỏ cái này ra, mình sẽ úp cái này. Ok, vẫn còn thêm một con nữa. Rồi. Đây nó dốc nào. Quá nhiều lửa. Lửa vét băng luôn các bạn. Cái này là gì đây?
Rồi mình sẽ xây một hàng con rồng ở hàng này. Nó thổi lửa. Ok. Giờ cho Ruby ra nhanh. Và mình sẽ dùng lá thần. Hệ lửa này không được kích hoạt các bạn ạ, nên uy lực nó hơi bé. Đây rồi, mình sẽ dùng cái lá thần này tiếp. Ôi, map này nhiều zombie quá. Đánh nãy giờ chưa hết zombie luôn. Chắc là do uy lực của lửa yếu các bạn. Ok, win rồi. Giờ mình sẽ chơi một hệ mặt trăng đi. Hệ bóng tối. Map 28 này. Rồi giờ sẽ chơi hệ ma quỷ này đi. Đây bảo hệ này khỏe lắm. Đâu, giờ mình sẽ test thử. Ok, hết dọc thôi. Sẽ cho rút bia ra thôi. Ra là bị mút vào luôn. Dùng cái lá thần này thôi. Đây rồi. Một,
rồi. Đấy nào. Bắn liên tục luôn. Chết hết bot luôn rồi. Rồi ok, mình xin dừng clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.